Ok, xin chào tất cả bạn, và hiện tại giờ mình đã quay trở lại video mới. Và trong video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chương 9, ải số 6 của 29 ngày mai. Và chính thức là từ video này chúng ta sẽ bước sang ác 2, ngàn đêm vận mệnh. Lúc đó ra mô tả thời gian trở về mấy chục phút trước khi mà Phu Hua với Rita áp giải tù binh về giáo đình gặp một số điều kiểu bất ngờ. Và chúng ta sẽ chiến đấu mấy cái thằng quả khí đó chui ra đấy. Mục tiêu không quá một đồng đội tùy trận và đạt 25 hit. Cùng đó là phát động ít nhất 3 lần skin né, rất đơn giản. Dùng khai chiến. Và hai vật chúng ta được chỉ định để chiến sẽ là Phu Hua và Rita. Và mình sẽ không nói nhiều về, chắc mình cũng giới thiệu khá ở mấy video trước rồi. Bây giờ mình sẽ không nói thêm hay nhiều, chủ yếu chỉ tập trung vào chơi cốt truyện. Và các đoạn CEO mình cũng sẽ không CG nó cũng mình không sẽ không giải thích gì về mấy cái đấy nhiều. Nào mình sẽ cho cắt đoạn này đi một chút để bạn không phải mất công gian đợi. Ok, hôm nay chắc lỡ lọt tập âm, mình xin lỗi. Đúng mà không quen xài. Tốc độ né gần như khá là chậm. Mình nghĩ mình quen với Rita hơn là Phu Hai. À Phu Hoa. Mình cũng thích Rita nhưng công nhận là
mình đi nhầm hướng rồi. Nói là xin hãy bình tĩnh anh cái gì đấy à? Ancho là người tôi cần được bảo vệ á. À, tôi cần bảo vệ á. Theo anh nhục nhỉ. Sao đoàn này không chết, bọn này máu không bị trâu. Tiếp tục làm gì tiếp vậy? Oh shit, lại đi qua. Cũng may nó còn có thể ai đấy. Ôi, có là cái thế. Xong phim, tiếp tục. Ơ, ờ, cái gì đây nữa? Mày quá. Ờ, xiết có bị loạt tạo âm không nhỉ? Phát động skip nè, con này có vấn đề. À. Mình cảm giác như đây là nguyên thế giới mở hay sao ấy. Nó gần như là thế giới mở. Vì khu vực map bên đây nó rất là rộng. Đây đầu tiên mình chơi kiểu dạng như vậy. Ok, không hết 3 lần skin nào rồi. Đánh con này mệt đây. Ch-
Lúc né thì không né được. Né đi. Fuck, đất gì xảy ra vậy? Tầm đánh của Phu Hà rất là bị hạn chế. Thứ nhất là tầm đánh khu vực như không được lớn, bởi vì do là Phu Hà chủ yếu dùng nắm đấm võ thuật nên là thôi mình thành hiệu vậy. Cái skin của Phu Hà nó dùng làm cái của khỉ đấy, sao mình cũng kích hoạt được. Pin. Xong kết thúc rồi. Yes. Mình cứ nghĩ là thua luôn đấy. Công nhận khó ăn. Mình nghĩ là cái đoạn này nó cũng đoạn đối thoại nó cũng khá dài. Nhưng chưa hiểu đoạn này nó nói gì. Đấy, nói là để lâu đợi, xin lỗi để đợi lâu cái gì đấy. Nói chung mình trả lời. À, mình trong video sẽ dừng lại đây thôi. Rất cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sắp tới.